Lời Chúa, Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Lời Chúa, Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhớ cầu nguyện cho những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, những người đang khao khát tìm kiếm Chúa. Rất nhiều người ngoại đạo họ đang muốn cái máy mới này và bắt đầu tháng 7 chúng tôi đã có máy mới gọi là phần 2 của năm 2021. Bắt đầu đầu tháng 7, anh chị em cần những máy mới thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có máy cho anh chị em. Nhất là những người vùng sâu vùng xa, những anh chị em tôn giáo bạn, những người bệnh, những người già, những người khó khăn, anh chị em dân tộc. Đó là những ưu tiên được chúng tôi gửi tặng đến tận nơi qua đường bưu điện. Vì bây giờ virus corona chúng tôi không thể trực tiếp gặp các anh chị em đưa được, thì chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho anh chị em là những món quà tặng để chúng ta loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 14 thường niên 5B, bài đọc 1 ở trong sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 2 từ câu 2 đến câu 5. Ezekiel 2, câu 2 đến câu 5. Bài trích sách Ngôn Sứ Ezekiel. Bây giờ thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa phán với tôi và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng người phán với tôi. Người phán với tôi rằng: Hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính ta sai người đến với chúng. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: Còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Đó là lời Chúa. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tại khi người giọt thương chút phận. Trời quả thực như mắt của gia nhân, hướng nhìn tay ông chủ. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tại khi người giọt thương chút phận. Như hướng mắt ngước nhìn lên Chúa, hướng theo tay chú bà. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, xin người mau thương xót. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tại khi người giọt thương chút phận. Xin Chúa hãy rũ lòng thương xót, chúng con bị khinh miệt, tâm hồn con hứng chịu khinh chê. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tại khi người giọt thương chút phận. Mời
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 7 đến câu 10. 2 Corinto 12, 7 đến 10. Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Đó là lời Chúa. Thần khi Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6. Marco 6, 1 đến 6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Anh chị em có nghe người ta hay nói là bụt nhà không thiêng không? Hay là gần chùa gọi bụt bằng anh không? Có nghe câu đó không? Biết bụt nhà không thiêng là gì không? Tôi hồi đó có anh bạn cũng làm linh mục. Mà gia đình của anh ấy thì cả hai anh em ruột đều làm linh mục hết. Một thì ở ngoài giáo phận Sài Gòn, hai là trong dòng. Hai anh em ruột. Thì có ông bà cố, bố mẹ của hai cha đó. Bà cố bà ấy đau, bệnh. Thì cái ông em nói lòng lòng, mẹ cậu giúp tớ một tí, bảo cái chuyện gì. Và cậu đến nhà tớ, cậu thăm bà cố tớ một tí. Bảo thăm thì dễ rồi, bệnh thì như là đau. Nhưng mà bà cố tớ muốn là cậu đến, cậu đặt tay, cậu cầu nguyện cho bà. Bảo thì cậu nhà có cả hai ông linh mục cơ mà. Bảo không, bà ấy không chịu, bà cứ đòi cậu phải đến thôi. Thôi cậu chiều bà tí cho bà vui. Thì nó làm lễ chiều xong thì anh bạn lấy xe dắt tôi đến thăm bà, gặp bà, chào bà, cụ bà vui vẻ lắm. Bà bảo sao vậy? Bảo thưa cha con đau này cha cầu nguyện cho con. Bảo bà cố có hai cha rồi mà, Giêsu mà có hai cha rồi mà chẳng ăn thua gì. Tôi và anh bạn cứ cười thầm với nhau. Thôi thì bà lớn tuổi, bà thích thì chiều bà cho bà vui. Anh em cũng hiểu nhau mà. Bà
cứ nắm tay, ơi cha cầu nguyện cho con nha, chứ nhà có hai cha mà chán thôi. Thế thì cái anh bạn anh em cười xong anh ra ngoài anh bảo, thế thì tôi hỏi thật cậu nha, anh ấy hỏi tôi bảo sao, tôi hỏi cậu nha, bà cố cậu ơi, coi giờ bà bảo cậu đặt tay cầu nguyện cho bà hay không. Tôi mỉm cười tôi bảo, tôi về chả bao giờ thấy bà nói. Xong rồi bà lại bảo ra gọi cho sứ. Ra gọi cho sứ rồi giải tội rồi cầu nguyện cho bà. Tôi về tôi nói chuyện bảo cháu cho bà, bảo tôi cầu nguyện gì. Nhưng mà người ta đến thì ta bảo bà là bà cố ơi, nhờ cha Long cầu nguyện cho con, thì bà nhận lời. Nhưng mà bà mẹ tới đó, không hiểu bà bảo tôi cầu nguyện cho bà bao giờ. Mấy nhà bảo đúng là một nhà không thiêng này như vậy. Đúng theo. Đúng như là bạn chẳng hạn. Bạn có giỏi mấy giỏi, nhưng mà bạn dạy học cho em của bạn khó lắm. Có đúng không? Bạn phải nhờ cái đứa bạn của mình ấy, mày đến mà dạy cho em tao cái. Và mày đứng nhất lớp không mà mày dạy cũng được. Không, tao dạy nó không chịu, nó không nghe. Nhưng mà bạn của mình đến, dù nó học dở hơn mình, nó đến nó dạy. Còn em mình đó, trời hôm nay chị có cô giáo em này, cô giỏi quá, dạy hay quá. Bực cả mình, tao dạy mày còn hơn hay hơn nó, mày có chịu đâu. Nó là như vậy thưa anh chị em. Ta gọi là một nhà hung thiên. Bởi gì? Bởi cái thành kiến của mình nó có sẵn này. Mình đã đóng khung ai vào một cái khung nào thì nó không thay đổi được. Chứ người đó có hay mấy hay mình vẫn không chấp nhận được là hay. Giống như là con trai già có cô bếp, cô tên là cô Cúc, rồi có một cô em tên là Mai. Thế thì cô Mai ấy là cô ấy, là người nấu cơm, cô em là người nấu cơm chính cho cha. Thì cô Mai cô nấu cha rất là thích và cha ăn rất là ngon. Thế thì hôm đó cô Mai cô ấy đau, rồi cô Cúc và cô chị mới đi thay. Thì cô chị có đưa cơm vừa trà ăn, chề ly chề để, cơm khô canh thì nhạt, cá thì mặn, thịt thì mỡ không, nấu với nướng vịt nấu. Cô Cúc này cô tức lắm. Thực ra thì cô nấu đâu có thua gì hai chị em mà cùng học nấu ăn mà. Cái điều để cho cô em đến phục vụ cha, trẻ trung phụ cho nó nhanh nhẹn thôi. Nhưng mà giờ hôm nay cô em mình đau rồi, mình vô nấu. Tức lắm mà này không... Và chịu thôi cha già mà. Rồi tới sau vậy thôi để con về con tàu, con em mà con nó nấu với cha. Ừ, nói nó đi đau ốm thì cố gắng nấu với cha, thì nấu nhà bê tớ cũng được. Thế thì hôm sau cô Cúc cô nhà cô nấu. Cô nấu xong rồi cô bê đến. Sao hôm nay ai nấu vậy thưa cha? Em con đấy cha, em con nó nấu đấy. Nhưng nó bảo con bê đến cho cha. Vậy hả? Ừ được rồi. Ừ, cơm này nó nấu ngon vậy mà cành ngọt quá. Ừ trời ơi, đậu rồi nó bùi. Cái cô chị cô Cúc cô cứ cười, trời ơi cũng còn cung qua cũng Cúc mà chê, hôm nay cũng Cúc mà chê, vì bảo là Mai nấu, Mai nấu là ngon thôi, cứ Cúc là dở, cứ nghe Cúc là dở rồi mình biết gì cả. Thế thưa anh chị em, rồi bữa mà nào bê đến là hỏi là ai nấu, Mai nấu. Ừ, Mai nấu thì đưa vào đây, còn Cúc thì bê về không đâu, không ăn. Thì có người ta bị cái nặng là cái thành kiến nó làm cho người ta không có còn nhận định một cách khách quan nữa, mà là theo cái chủ quan của mình. Cái chủ quan là mình đã định kiến, thành kiến, định kiến sẵn cái gì đóng khung ai và cái khung nào thì người đó không thoát khỏi cái khung đó. Mà mình biết rằng hôm qua với hôm nay cũng đã mọi sự có thể khác rồi mà, phải không? Rồi ngày mai có thể nó cũng khác nữa. Ta bảo không ai tắm trên một dòng sông hai lần trên một dòng sông. Cũng cái chỗ này, nay tôi tắm ở đây, rồi mai tôi cũng nhảy xuống đúng chỗ đó tôi tắm, có phải cùng một cái dòng sông không? Nhưng mà có phải cùng một chỗ không? Cùng một chỗ, cùng một dòng sông, nhưng mà có tắm y ngày hôm qua không? Nước có giống ngày hôm qua nữa không? Không, vì nước đã chảy đi rồi. Nước mà hôm qua tôi tắm biển đã chảy đi rồi, nó cũng nhảy vào chỗ đó, đâu làm gì còn nữa đâu. Giống như là ông vua đi chơi du thuyền. Rồi đi du thuyền như vậy thì ông đang chơi chơi thì mới hoàng hậu mới rớt cái châm xuống. Rớt châm xuống. Thì mấy người bảo xuống nhảy xuống vớt. Bảo thôi, về đang vui về nhảy xuống vớt nó mất vui. Giờ lấy phấn đánh dấu vào
cái mạn thuyền á, đang đứng đâu rồi rớt chỗ nào đánh dấu vào đó, rồi sáng mai đi vớt, hay là tiệc tùng xong rồi vớt. Có vớt được không thưa anh chị em? Có vớt được không? Tại sao? Tại sao? Cái thuyền nó trôi đi rồi. Ông đánh dấu ở mạn thuyền ở chỗ này, nhưng mà tí nữa cái thuyền nó trôi đi rồi, cái dấu vẫn còn đây, nhưng mà nó đi xa cái chỗ, cái châm nó rớt rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái nhận xét nó không còn khách quan nữa, là vì mình để cho cái chủ quan của mình, và cái chủ quan đó bị nặng về cái thành kiến, cái định kiến. Mình đã yên trí, gọi là định kiến, thành kiến, hay là cái bệnh gọi là bệnh yên trí. Chỉ có cúc nấu cơm, chỉ có mai nấu cơm mới ngon, chứ còn cúc là vứt đi. Yên trí rồi, thành kiến, định kiến rồi. Cúc có mấy, có đi học 10 năm rồi cũng về, cũng chỉ có mai mà thôi. Thế không ạ? Định kiến nó như vậy rồi. Cho nên là có khi mình nghe tiếng đàn của ông thầy, nghe tiếng đàn của bà sơ quen rồi. Như lúc mà thầy cũng lên đánh, thầy đánh dở quá, sơ qua đánh đàn hay thế mà. Nhưng mà mai không nhìn thấy người đánh đàn nữa, tự nhiên nghe tiếng đàn của ai đó dạ, nhưng chắc là sơ. Ừ, thà nào đàn này nó hay hẳn đi, chắc sơ đánh rồi. Nhưng mà thầy sơ ai đánh? Vẫn thầy đánh. Chúng ta bị cái bệnh đó. Thì thời người Do Thái họ cũng bị cái bệnh đó, là thấy Đức Giêsu làm nhiều điều lạ hay lắm. Nếu mà đừng biết gốc gác của ông thì cái đó vẫn còn hay. Nhưng mà bây giờ biết gốc gác của ông, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Giuse sao? Simon sao? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Sao mà ông làm được cái đó? Trời ơi, làm gì có. Hay ông bằng may thôi chứ làm gì có. Nhưng khi mà biết được cái gốc rễ thì mình đâu lại mình bị cái định kiến, cái thành kiến cố định làm cho mình không còn khách quan nữa. Đến với Chúa cũng vậy, phải bỏ hết tất cả đi. Giống như cái ly này, mình muốn rót nước vào đây thì phải làm sao cho ly này nó rỗng thì mới có nước mới mới vào được. Còn mình để đầy cái thành kiến, định kiến, mình có lấy cái bình hay là ly nước mới mình có rót vào này cũng không được nữa, vì nó đầy hết rồi, nó không vô được nữa. Đầy rồi, thôi uống hết đi đã. Rồi muốn rót gì rót, uống uống. Vẫn còn, uống tí nữa cho hết. Rỗng rồi, giờ rót cái gì vô là nó vô cái đó. Còn nếu mình để đầy, cái ly đầy rồi, có rót bia, rót rượu, rót cái gì vô cũng chảy ra ngoài hết, vì trong đã đầy rồi. Tấm lòng của mình với anh em của mình cũng vậy. Khi mình có định kiến hay có thành kiến về người anh em nào, khó mà tẩy lắm. Khó nhất là cái đó. Khó nhất là cái đó. Con nên nó nói xấu cha rồi, nói xấu ngày hôm qua, nó nói xấu nay nói tốt thì sao? Không trời, nó đã nói xấu là suốt đời nó nói xấu. Sao kỳ vậy? Thế không ạ? Các kỳ vậy? Hay là thôi tha cho nó đi. Con không tha được. Đời đời con không tha được. Thế vậy nó là như thế rồi con không tha được. Mà cứ nghe có nó đâu là không có mặt con. Thế khi mình có định kiến về là tự mình khổ. Người ta vẫn vậy à? Chúa Giêsu có thay đổi gì không? Không. Chúa Giêsu vẫn đầy quyền năng. Có phải là mình nghĩ là như vậy là Chúa hết quyền năng không? Không. Có nói gì thì nói, mà Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót thì vẫn đầy quyền năng và lòng thương xót. Chỉ có điều là mình không được hưởng, không được phúc, không được nhận quyền năng và lòng thương xót Chúa, vì mình làm cái rào cản là cái thành kiến của mình, chứ mình không nhận được. Đó là lỗi của mình, thiệt thòi cho mình thôi. Thế không ạ? Cho nên khi mình có thành kiến hay định kiến về ai đó, họ hát hay thì họ vẫn hát hay. Nhưng mà vì mình không thích họ, cho nên là mình cứ bảo họ hát dở. Mà dù mới nói họ hát dở mấy thì họ hay thì vẫn là hay. Em này, vì tôi thích em,
Cho nên là em hát, tôi vẫn khen là em hát hay. Mặc dù em hát chỉ có mình tôi khen, chứ có ai khen đâu. Nhưng mà tôi có định kiến, thành kiến rồi. Cho nên không còn khách quan, không còn chính xác, không còn đúng nữa. Đó là cái sợ nhất. Mà nếu mà người lãnh đạo, nếu mà người đứng đầu mà có thành kiến về ai rồi thì thằng đó chỉ có chết. Nghĩa là làm giám mục, làm cha xứ, làm bề trên, hay là làm thầy giáo, hay là bố mẹ cũng vậy. Bố mẹ nhiều khi có thành kiến về cái thằng út, thằng nó ngang lắm là cứ cái gì cũng đổ cho nó, bao trăm vô đổ đồ tầm. Có khi nó không làm mà chỉ có nó, chứ còn ai về nó nữa, tao biết rồi. Giám mục, cha xứ, bề trên mà có thành kiến về một linh mục, một tu sĩ hay là một người bề dưới nào đó thì người đó chỉ có chết thôi, không ngóc đầu lên được. Và như vậy thì mình đâu còn là người thể hiện ý của Chúa nữa, mà là ý của mình thôi. Và mình sẽ chịu trách nhiệm rất nặng về cái chuyện đó. Chịu trách nhiệm rất nặng về chuyện đó. Có khi mình đì người ta sói chán, có khi mình ém tài của người ta, có khi mình không cho người ta ngóc đầu lên được. Có thể là họ đã có lỗi, có thể họ đã có sai, có thể họ đã phạm tội. Nhưng mà mình phải tạo điều kiện chứ. Mình phải tạo cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời họ chứ. Phải tạo điều kiện cho họ vươn lên chứ. Chứ đâu phải vì một cái lỗi hay một cái sai nào đó, hay là vì một cái nhận xét không đúng của mình về người đó, hay là mình nghe báo cáo, nghe những báo cáo, nghe những cái lời mách lẻo của những người thuộc cấp của mình, mà những người thuộc cấp của mình lại có định kiến hay có thành kiến với người đó thì làm sao đúng được nữa. Thế không ạ? Mình nghe báo cáo rồi mình có cũng bị cái báo cáo đó nó làm yên trí cái đầu mình, cho nên nhìn hàng ngày là chỉ thấy sai, nhìn nó là chỉ thấy xấu. Nó có làm gì thì làm, nó làm tốt mấy thì làm, nó có thiện trí mấy thì thiện trí, nó cố gắng mấy thì cố gắng, mình vẫn dập là dập, chủ dập không thương tiếc, vì mình đã có định kiến rồi. Chứ nếu mình là người lãnh đạo, nếu mình là người trên thì càng phải công minh, trí công vô tư, càng phải để cho lòng mình không có thành kiến, định kiến về ai cả. Mình nhìn họ như là họ đang là lúc này bây giờ. Đừng có nhìn họ như là mình cho rằng họ là. Bạn nắm không? Tôi cho rằng bạn xấu, rồi tôi nhìn bạn, tôi bạn chỉ thấy bạn xấu. Tôi nhìn bạn như là lúc này đây, bạn như thế nào thì tôi nhìn bạn y như vậy, không thêm không bớt. Cũng như là Chúa đang nhìn tôi lúc này bây giờ đây, Chúa nhìn tôi. Còn quá khứ của tôi như thế nào, Chúa nói là quá khứ đã qua rồi. Chúa nói Faustina, con đừng bận tâm về cái quá khứ nữa. Quá khứ đã qua rồi, con không sửa chữa được gì cái quá khứ đó cả. Mà cái tương lai thì nó chưa đến, con cũng chẳng có điều khiển được cái tương lai. Chỉ có hiện tại là cái của con đây. Mà ta nhìn con là trong cái hiện tại này, chứ không phải tính sổ của quá khứ, cũng không phải là không tin vì tương lai có thể là con lại tội lỗi, con lại phản bội ta. Ai mà biết được. Trên Chúa của chúng ta, Chúa giờ lòng rất là nhìn cái hiện tại này. Biết nếu người dân họ nhìn Chúa Giêsu như là Chúa là đi, Chúa đang thể hiện quyền năng lòng thương xót đi, thì họ sẽ được hưởng nhờ, họ được phúc. Nhưng mà rất tiếc, họ thấy Chúa làm điều lạ lùng như vậy, mà cái quá khứ, cái tiểu sử, cái thành tích, hoặc là cái lý lịch của Chúa, và họ vấp ngã vì Ngài, họ vấp ngã vì Chúa. Không được rồi, làm phép lạ quyền năng như thế này thì phải xuất thân từ dòng dõi châm anh thế phiệt, hay là con ông cháu cha, hay là vua chúa gì chứ, phải không? Tại sao lại xuất thân từ cái ông con bác thợ mộc với bà Maria, với lại bạn bè hàng xóm với cái Jacobi với Simon là thế nào, với bạn bè với cái thu thuế, với lại tội lỗi, đội đệ tử lại là mình ngư dân lánh cá là thế nào? Không được rồi, họ vấp ngã. Và ngày hôm nay họ cũng tiếp tục vấp ngã vì Chúa. Tại sao Chúa lại thương xót như thế nhỉ? Nó tội lỗi như thế này mà bây giờ lại cho nó đi vô trong nhóm thiện nguyện tin thác thì làm sao mà được?
Giê-xu, cái bà này quá khứ bà được quá mà sao bây giờ lại như vậy? Ơ hay, không cho họ cơ hội để họ quay về làm với lòng thương xót Chúa à? Không cho Chúa để thể hiện quyền năng lòng thương xót của Chúa trên con người à? Ngăn cấm cả Chúa nữa à? Anh là gì mà anh có quyền ngăn cấm lòng thương xót, quyền năng của Chúa trên cái con người tội lỗi đó? Anh có cái quyền gì mà anh không cho người đàn bà này quay về với Chúa? Vì cái thành kiến của anh, vì cái định kiến của anh. Và người ta ngày nay cũng vấp ngã vì lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Tại sao Chúa lại thương xót như thế? Làm vậy nó lờn mặt hay sao? Mà anh quên một rằng là khi trừng phạt người ta, anh bảo vậy thì nó mới sợ. Có sợ thì sợ nhưng mà nó sẽ lì đòn. Đúng không ạ? Sợ trước mặt anh thôi, mà nó trai rồi. Còn anh lấy lòng thương xót anh đối xử với nó thì có thể nó lợi dụng anh. Nhưng mà càng thấy anh vẫn thương xót nó, càng bằng thấy người ta thương cho nó thì nó sẽ được cảm hóa. Tôi tội như thế, tôi bất xứng như thế mà ông vẫn tin tôi à? Ông vẫn xót thương tôi à? Ông vẫn sử dụng tôi làm ngôn sứ của ông à? Làm để người đi loan truyền lòng thương Chúa à? À, thế gian này không ai tin tôi cả. Người này người ta đều nghi ngờ tôi hết. Tôi nhìn tôi với cái thành kiến. Họ bảo tôi rằng tay nhúng chàm rồi, không có lòng cái gì được nữa. Họ yên trí tôi như vậy rồi. Sao còn có một mình ông Thiên Chúa, Chúa Giê-xu? Anh chàng nó nhìn lên Chúa Giê-xu. Có mình Ngài vẫn còn tin con. Thế gian này không ai tin con cả. Người ta nghi ngờ. Người ta bảo là úi dồi, cái thành tích của thằng này là ghê lắm. Có nhiều người vẫn trách tôi, tại sao cha dùng người ấy, tại sao cha tin họ. À, Chúa không loại họ, tôi có lý do gì tôi loại người ta. Người ta đến với lòng thương xót Chúa, lý do gì tôi đuổi người ta. Vì tôi cũng là con người tội lỗi và được Chúa xót thương. Lý do gì tôi lại đuổi người anh em tôi vì họ đang cần được xót thương. Thế không ạ? Dĩ nhiên là sự khôn ngoan của mình phải biết dùng người. Người này thì dùng vào việc này, người này dùng vào kia, người dùng vào việc kia. Dĩ nhiên là mình không để cho người ta lợi dụng hay là cho ta lờn mặt. Nhưng mà tất cả nó phải phát xuất từ lòng thương xót. Luôn luôn cho người ta có cơ hội. Luôn luôn cho người ta có điều kiện để làm lại cuộc đời của người ta. Mà chính Đức Giê-xu cũng bị rẻ rúng. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương của mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình của mình mà thôi. Và người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Lấy làm lạ vì họ không tin. Ngày hôm nay Chúa cũng lấy làm lạ vì sao họ không đón nhận lòng thương xót. Tại sao họ lại chống đối lòng thương xót? Tại sao họ lại không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa cho người này được khỏi bệnh, cho người kia được ơn chữa lành, cho người kia được ơn sám hối? Tại sao như vậy? Người ta tin thì người ta được. Thế thôi. Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Con muốn thế nào con được như vậy vì đức tin của con. Con tin thế nào con được như vậy. Mà chả lẽ bây giờ người ta tin mà người ta không được hay sao? Mà người tin người ta được thì tại sao mình lại không tin? Tại sao mình lại nghi ngờ? Tại sao mình bị vấp phạm? Trời ơi, sao mà quyền năng của Chúa lạ lùng thế nhỉ? Đâu ra thế nhỉ? Cứ việc Chúa tôi sao nhiều thế nhỉ? Ngày xưa Do Thái cũng thế thôi. Và bây giờ cũng vẫn cứ như thế. Chúa còn lấy làm lạ vì họ không tin, được người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Còn ở trong làng của mình thì không làm gì được. Không phải Chúa bó tay. Như vậy mình bó tay Chúa. Mình bó tay Chúa bằng cái là mình không tin. Và khi mình không tin thì không có chuyện gì xảy ra được. Chúa còn lấy làm lạ vì tại sao không tin nhỉ? Đã cho người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, kẻ chết sống lại. Vậy mà họ vẫn không tin. Nước thành rượu, bánh nhân nhiều ra để nuôi bao nhiêu ngàn người. Người bại liệt trỗi dậy vác trống mà về, mà người ta vẫn không tin. Và ngày hôm nay khi đến với lòng Chúa thương xót thì quyền năng của Chúa tỏ lộ ra. Nên những người tin, mà những kẻ khác vì định kiến, vì thành kiến vẫn không tin và còn chống đối.
vì họ có thành kiến về người nào đó, về công việc của Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Thậm chí mà khi nói đến lòng thương xót Chúa, họ cảm thấy như là bị dị ứng. Có những nơi không dám trưng tượng ra, bỏ đặt cái tượng lòng thương xót Chúa thì không dám, ngại. Đem mảnh lòng thương xót treo cũng không dám, ngại. Rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cầm cái máy cũng không dám cầm. Thậm chí lần Chúa lòng thương xót cũng không dám nói. Mà trong bài đọc 1, Chúa nói với Ezekiel rằng là con phải đi. Chính ta sai con đến với họ, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống đối ta. Chúng cũng như cha ông chúng đã nổi lại chống ta mãi đến ngày hôm nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, những đứa con lòng chai dạ đá, nhưng mà chính ta sai người đến với chúng. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Có nghĩa là lòng thương xót của Chúa vẫn luôn luôn tạo những điều kiện cho những kẻ lòng chai dạ đá, cho những kẻ mà mặt dày mày dạn, cho nòi phản loạn. Chúa vẫn không bỏ. Và Chúa sai Ezekiel đi đến giữa những con người đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng sai mình, những con người tông đồ của lòng Chúa thương xót, đến với những con người đó, những con người mà lòng chai dạ đá, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ nghe hay không nghe, họ tin hay không tin, nhưng họ biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ. Họ phải biết rằng có lòng thương xót Chúa đang ở giữa họ. Họ phải biết rằng Chúa vẫn luôn thương xót họ. Dù họ có đón nhận hay không đón nhận, Chúa vẫn cứ thương xót họ. Chỉ mong họ đón nhận để họ được xưng xót, để họ được cứu độ mà thôi. Còn nếu họ không đón nhận, không chịu nghe thì họ hư mất. Chúa không có đành lòng. Cho nên nếu anh chị em được sai đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì hãy biết rằng chính Chúa Giêsu cũng đã bị người nhà của mình chống đối, người nhà của mình không tin, người nhà của mình nghi ngờ. Thì chúng ta ngày hôm nay bị gia đình của mình, anh em bà con của mình, những người thân của mình chống đối là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi, hoặc bị những người có quyền chống đối cũng là bình thường thôi. Và Chúa vẫn cứ sai mình đi. Sai mình đi không phải đến với những người ngoan đạo, đến với những người hiền lành, đến với những người đạo đức thánh thiện. Những người ngoan đạo, hiền lành, đạo đức thánh thiện mình đến để làm gì nữa? Nhưng mà đến với nòi phản loạn, đến với người mặt chai vậy, lòng chai dạ đá, đến ở giữa họ để chứng tỏ cho họ rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ, để chứng tỏ cho họ rằng có một Thiên Chúa đầy quyền năng và lòng thương xót đang ở giữa họ. Anh em cùng thinh lặng đón nhận Chúa Giêsu thánh thể qua việc rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.